Cảnh tượng kỳ lạ một du khách ghi lại trong chuyến bay từ Việt Nam thu hút 15 triệu view, khiến ai cũng tò mò. Một du khách nước ngoài đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng phát quang kỳ lạ bên ngoài cửa sổ máy bay khi đang trong hành trình từ Việt Nam đến Úc. Đoạn video về ánh sáng bí ẩn được nam du khách ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội TikTok đã thu hút hơn 14 triệu lượt xem. Chủ nhân là anh Brett Stewart cầu xin, ai đó hãy giúp tôi với, trong phần chú thích của clip. Đoạn video gây sốt cộng đồng mạng được quay khi máy bay đang rời Việt Nam, cho thấy cảnh đêm bên ngoài trời với những mảng ánh sáng nằm rải rác như một khu vui chơi sôi động hay một thế giới kỳ diệu trong đêm Giáng sinh. Một số cộng đồng mạng cũng bối rối không kém khi xem xong đoạn video này. Nhiều người còn nói đùa rằng đó là các mẩu giấy ghi chú đầy màu sắc hoặc các ô vuông ánh sáng là bản đồ cho chơi điện tử chưa được hiển thị đầy đủ. Một số người thậm chí còn so sánh nó trông giống như một sàn hộp đêm phủ đầy hoa giấy. Tuy nhiên, một số người xem tinh tế đã chỉ ra khung cảnh này thực ra là những dãy trang trại thanh long đang được chiếu sáng rực rỡ. Sau khi được giải thích, chàng trai đã vui vẻ cảm ơn. Được biết, mùa thanh long tự nhiên là từ tháng 4 tới tháng 10. Trong vài năm gần đây, người trồng thanh long đã thắp đèn để thúc thanh long ra hoa trái vụ. Theo công ty cung cấp giải pháp chiếu sáng cho các khu vườn, trong thời gian canh tác cao điểm này, thanh long cần hơn 12 giờ ánh sáng mỗi ngày để kích thích chúng ra hoa và đậu quả, từ đó kéo dài mùa sinh trưởng, giúp tăng năng suất cũng như lợi nhuận. Nhiều năm liền, thanh long vẫn luôn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành rau quả Việt Nam. Hiện tại, các món ăn được làm từ thanh long như mì tôm, chè, bánh mì, chân trâu, bánh bao cũng đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội TikTok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để khám phá những điều kỳ thú.